Chào anh em nhé, mình sẽ test tiếp tục một chiếc cam tiếp cho anh em nhé, cho mọi người xem cái độ nét nó như thế nào. Khá là ok này, chuyển động tay nhé, không phải bị đơ lát đập này. Đấy, khá là nét trong cái chế độ gọi là không bị ngược sáng mọi người nhé. Đấy, khá là ok, khá là ổn với cái cam này. Đấy, anh em nào cần thì liên hệ nhé.